Ôi hé hé luôn anh em nha, lại là mình đây mọi người ơi. Hôm nay em lại tiếp tục làm clip bán phôi, mai mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Hôm nay em có 8 cây phôi toàn là cây lực lực đẹp đẹp không à. Muốn giới thiệu anh em yêu thích cây nào thì nhớ gọi điện trực tiếp mình chốt nha anh em. Thì em thì chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận. Em thì thường xuyên lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Em lên mấy nền tảng trên mạng xã hội, anh em cứ gõ đặng xem cảnh thì nó sẽ ra nha anh em nha. Rồi mọi người ơi, tại giới thiệu đến mọi người số phôi hôm nay toàn mấy cây lực lực không à, anh em coi chốt vào chốt hết cho anh đại ca Tông nha. Rồi thì em bán phôi em có để số điện thoại bên trên, mã số cây, ngày tháng, giá tiền niêm yết luôn. Mọi người cứ sắp xếp thời gian đón xem, mà thích cây nào mà nghe giá tiền nghe thông số được thì mình gọi điện trực tiếp chốt cho nó nhanh thấy nha anh em. Đấy, anh Tông hello anh em cái. Hello đi anh. Đấy, anh Tông là Cái đầu rất là tiên đẹp là anh em trai à. nha anh em nha. Khu của mình thì có mấy anh em comment là kêu chỗ quay cây này phải nên để một số chậu mai thành phẩm để cho anh em ngắm chơi, anh em có động lực mua. Thì hôm nào mình sẽ huy động anh em đi đi làm vài cây vô để nha. Nó khu vực về đó là vườn của mình, ở đây là tầm cỡ 2.000 đến 3.000 mét vuông đấy, nhưng mà mình để rải rác đầy vườn luôn. Bây giờ mình sẽ tập trung lại chỗ đây ít để cho anh em ngắm chơi. Rồi mọi người, phôi này là cái phôi đầu tiên của clip. Phôi này thì anh em khỏi phải bàn nữa, phôi đặc sệt mà cây rất là đẹp tuyệt vời nha anh em. Cây này thì rễ đế nó hơi yếu nha anh em nha. Đây đấy, rễ thì nó chỉ có mấy cái đầu rễ to. Cây này thì cái bầu nó thì của anh em chôn rất là sâu cho nên cái bầu nó rất là nhão nha mọi người nha. Nè, chân rễ rất là nhiều luôn, chỗ này nó chia ra nhiều lắm. Đấy, mấy cái chân này nữa nè. Đấy, cây này thì rất là sung luôn. Đấy, cây này nó có miếng lũa thép chỗ đây, miếng lũa chỗ đây, rồi miếng lũa đầu cây đây, rồi còn như là đặc sệt hết luôn nha mọi người. Đấy, quá ok, cây này nó giót nè, từ cái đầu rễ này, đấy, nó đi theo lên đây, tới đây nó có một cái chỏ, rồi lên đây nó giót từ 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 lại, nó giót còn như đây thôi. Đấy, anh em xem cây này cực kỳ nhanh luôn, mới về có một tuần mà đã lên nhựa rồi anh em, nhựa chạy Lên tỉ hết rồi. Rồi mọi người, mời anh em vào xem thông số cái này, được thì mình vào việc. quanh 50 Hết tiền chưa? Được hả? cao 59 bầu đế 80 gác chạy qua nhà lấy anh chịu đưa cho anh Hiền. Rồi mọi người ơi, mã số 1, cây này thì em xin giao lưu với anh em 3.900k bao ship, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt đơn anh em ơi, xuống chú tập trung ấy. Vô chỗ quét đây xuống mọi đi người luôn, ơi, xuống luôn, cây nặng anh em chờ lâu tới nha. Mấy cây này ghép xong thả cho nó đụng nữa xây lại. Lần này cái kia cái đó đây mọi người, giao lưu anh này, các quẹt bể kê lên nè, kê cao lên, tâm kê mặt này cao lên nè. Rồi kê một phát nữa chúng đấy mọi người, có chặt bên nó một phát nữa. Rồi mọi người ơi, em xin giới thiệu với mọi người một phôi nữa, cao quá rồi, một phôi nữa nha mọi người nha. Phôi chực một cốt lấy bộ chi cũng được luôn. Cây này thì rễ đế khỏi phải bàn nha anh em nha. Chà, bữa bộ chi ở đây ta. Đấy, rễ đế khỏi phải bàn. Cây này thì một cốt gót ngọn, có một cái thẹo đây, cái thẹo đây với lại một cái miếng thẹo chỗ đây đi xuống. Cây này thì cái rễ cọc nó có một cái lỗ nhỏ nha anh em nha. Rồi mọi người ơi, cây chực một cốt, mời anh em xem thông số mã số 2 nha. Hoành 46 cao 76 bầu đế 50 rồi mọi người, thoát thăng như anh, thoát thăng như cây lực lắm anh em à. thoát thăng 26 Rồi anh em ơi, cây mã số 2 này xin giao lưu với anh em 1.700k bao ship, mời anh em sưu tầm chốt đơn. Anh Tâm Tâm phụ lên cái này. Rồi mọi người ơi, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa nha mọi người nha.
phôi mã số 3 nha mọi người. Đấy, phôi này thì bộ chân rất là đẹp mọi người. Anh em coi nè, cái chân này nè nó chi ra, nó chỏ đây xuống rất là vững cây. Rồi nó chi ra nè mọi người thấy không? Chân dễ nè, nó chi ra đầy luôn. Đấy, nè nó chi ra dễ con dễ mẹ gì đầy hết trong này nha mọi người. Chỗ đây nó có một chân. Cái này nó không có tròn mà nó xẹp, nó găng anh em, nó găng đi xuống nè ha. Đấy, da chân nè. Chỗ này nó có cái chân này xuống đây rất là bự nha mọi người nha, để cho anh em biết. Đấy, hai chân bấm vắt rất là vững, cây sạch không tì vết luôn. Cây này nói thiệt với anh em về là tầm có một tuần là đã lên nhựa nha mọi người, đã kéo chỉ nhựa luôn. Anh em về chỉ việc trồng thôi, về phun kích rễ trồng thôi nha anh em nha. Quá đẹp, thấy dàn chân rất là vững luôn. Đấy, chi ra ngon á. Rồi mọi người ơi, mời anh em xem thông số mã số 3 nha anh em. Cây này nó ở trong này xưa chắc nó có thể mà nó lành kính hết luôn. Châu tập trung. Hoành 50. Bỏ rồi. Hàng đang làm đây không làm. Cao 60. Bồ đế 59. Rồi mọi người, cây mã số 3 này thì em xin giao lưu với anh em. 2700k bao ship, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Chốt đơn anh em ơi. Đẹp đấy. Lên đi Châu. À, xuống đi Châu. Rồi lên cái này. Rồi mọi người ơi, mình xin giới thiệu mọi người một phôi số 4. Kê chân nó lên anh. Phôi số 4 này thì cái này được cái bệ nó to nha. Kê nguyên cái bệ này lên luôn. Đấy, cái bệ này thì được cái lật, lật cái bệ anh em. Đấy nè, cái này thì hoành nó sẽ liền vô đây, cho nên mình đo chỗ đây nha mọi người nha. Nè, rễ đế nè, khỏi phải bàn chi nè, rất là ok. Cái này là phần rễ cây luôn, mình có thể đóng một chi dưới đó nha. Nè, dễ con nó chi ra đầy nè. Đấy ha mọi người, cây này thì dạng lúa bọng, hỏi nó bọng xuống đây nha anh em nha, bọng xuống đây nè, dạng chi đẹp luôn. Mời anh em xem thông số cây mã số 4 này nha. Cây này lực, đấy mình sẽ đo theo cái bệ này luôn cho nó lực cây nha anh em nha. Đó, mình thì đo chỗ nào mình nói chỗ đó thôi. Hoành 60. Anh đo cái hoành eo này cho anh em dễ hình dung nó giót như thế nào luôn. 57. Rồi cao. Cao là 53. Bầu đế. Bầu đế là đế. Bầu đế 63. Bầu đế là đế nó chảy hết trên mặt bầu luôn nha anh em nha. Rồi cây mã số 4 này thì em xin giao lưu với anh em 2300k bao ship, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Chốt đơn anh em ơi. Dứt. Thôi nghe nhỏ luôn. Rồi mọi người nè, em xin lưu cây mã số 5 nha anh em. Rồi mã số 5 nè anh em nè. Mã số 5. Cây bộ đế nè, khỏi phải bàn. Thấy gì chưa anh em? Đúng là khỏi phải bàn luôn. Thấy không? Cây nè, sạch tuyệt đối luôn. Coi bên này có lũa, à nó có miếng lũa đây. Cây vàng chi rất là đẹp luôn. Trời ơi, bộ đế đẹp quá anh em ơi. Vào việc, mã số 5. Quá đẹp. Hai cây đó luôn á Trung. Hoành 36. Cao 62. Bầu đế 48. Rồi mọi người, mã số 5 này xin giao lưu với anh em 1600k bao ship. Trời ơi, cây này bộ đế nôm cực kỳ đẹp luôn. Ba VIP anh em à, dễ thì bao phê. Khỏi. Dinh hai kia. Rồi mọi người ơi, em xin giới thiệu với mọi người một cây số 6 nha mọi người nha. Xin lỗi anh em nha. Cây số 6 đúng rồi. Cây dễ đế thì khỏi phải bàn luôn em. Mã số 6 nha. Rễ đế bao phê. Đấy, đế nổi trên mặt. Ủa, chân dễ này chắc ở trong đi ra lại anh em. Đây nè. Đấy, bên chân này nè, đi qua đây. Đấy. Cây này tuyệt đối sạch đùng, cây này bộ chi đẹp lắm. Bây giờ anh em không thích chơi sừng trâu thì mình chuyển qua mình chơi cây bay cũng đẹp luôn anh em à. Sừng trâu đi đâu. Cây này thì cây chi sang ngang nhưng mà được cái co không à anh em à. Mà sạch nữa. Cây này mà không chơi chơi cây nào nữa anh em. Vào việc cây mã số 7. Rồi cây số 6. Quanh. Cây này chắc đâu đây trên chi bay quá. Mấy cách về nhà tự xử anh em ơi, ai dám đâu. Hoành 34. Cao 63.
Tổng ngay càng chi là một bít lễ mờ. Bầu đế 48. Rồi cây mã số 7 này xin giao lưu với anh em 1600k bao ship. À cây số 6 này xin giao lưu với anh em 1600k bao ship. Mời anh em sưu tầm. Chưa tầm có ủng hộ không cả? Không. Anh em ủng hộ cái khu miền khác hết rồi. Rồi mọi người nè, em xin giao lưu với anh em một phôi mã số 7 nha mọi người. Cây này thì cực kỳ nghệ thuật luôn nha anh em nha. Cây nè, rễ đế thì khỏi phải phải bái bàn luôn anh em ạ. Rễ đế ok, cây nè lắc lượng nè, thấy không? Đấy. Cây này nó có một cái đặc biệt nè, nó lắc lượng nè. Đấy, quá ok luôn. Cái con này đẹp ha. Con này mà chế đổ cũng được nữa nè. Mà đều dễ nó hợp bán luôn anh em. Cây sạch. Đù, hồi đầu đẹp quá anh em ơi. Cây này đúng là phơm tự nhiên luôn. Mời anh em xem thông số mã số 7 nha. Đúng phơm tự nhiên luôn anh em. Chào một cái chi phóng nha, một cái chi đỉnh. Tuyệt vời. Bộ đế này, bộ đế tạm được nha anh em nha. Quanh. Mời anh em xem thông số cây mã số 7 này nha anh em nha. Quanh 33. Cao 77. Có chi phóng là 85. Co đẹp quá. Co quá. Bầu đế 44. Tốc thăng là 39. Rồi, cây mã số 7 xin giao lưu 1900k bao ship, mời anh em sưu tầm. Cây này thì dễ đế hơi yếu nha, hơi tạm được thôi anh em ạ. Vào việc nha anh em nha. Chốt đơn. Mã số 7 1900. Rồi phụ lên cây đang tăng lên. Lên một cây cuối cùng nha anh em nha. Cây này thì cốt lực đế đẹp. Thẳng chứ mày. Lên một cốt. Đây, kê luôn, phụ kê lên nhé. Kê chân dễ này lên, rồi được rồi. Rồi mọi người. Rồi mọi người, em xin giới thiệu mọi người một phôi nữa nha mọi người. Phôi này phôi cuối cùng clip nha mọi người nha. Đấy, phôi này thì trực một cốt, đế đẹp nha anh em nha. Cây này bộ đế quá phê luôn mọi người, cho anh em coi bộ đế nè. Đấy, bộ đế bao phê. Trời ơi, bộ đế rễ nữa. Quá đẹp, cây này nói thiệt với anh em là cát hơi nhão nha anh em nha. Cắt hơi sạch nhão. Cây này thì nó có một hai miếng thẹo trên thân. Đấy, này, một miếng. Đây một miếng nữa. Đấy mọi người. Đây miếng nữa nè. Đấy, cây này được cái bột cốt thoát rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi mời anh em xem thông số cây này. Cây này cây mã số 8, cây cuối cùng clip rồi. Anh em coi vào vì cái anh em ơi để tranh thủ nha. Gần ngày hết Tết tới rồi. Còn 50. Ít ồn thì cũng mua rồi. Cao 1m14. Con chị bay ra là 95. Thóc cốt. Thóc cốt là 45. Bầu đế 56. Rồi mọi người nè, cây mã số 8 này em xin giao lưu với anh em 2500k bao ship toàn quốc. Anh em sưu tầm ủng hộ. Rồi mình xin cảm ơn anh em theo dõi clip. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt anh em.